Và các bạn ơi, mình đã tìm ra cách rồi. Và hãy cho các bạn bấm cái này đây. Thôi, mình sẽ đi mua. Đạo diễn, hãy dừng lại đi. Các bạn ơi, giờ mình sẽ không dùng 2 ngàn nữa. Mình sẽ xuống cả đi. Đi thôi. Đi thôi. Yes, go. Đi về nhà đây, có bằng chứng hết rồi nha. Ok, rất là nét luôn. Để chào tạm biệt, chào tạm biệt. Có thể bảo hiểm xã hội không? Đúng rồi, bảo hiểm xã hội mà. Đây chứ đâu, của nhà mình mà. Đúng rồi, to đấy chứ, của nhà mình. Đó, đồ ăn cướp. Đó, đúng là đồ ăn cướp á. Đúng không? Đúng bảo hiểm xã hội luôn nè. Nè. Mấy bạn thấy chưa? Xã hiểm xã hội mà tụi ăn cướp nè. Đó. Đó. Cái này xã hội. Bảo và tụi mình sẽ đi lấy nó đi. Đi. Mẹ tụi này mình mất dạy vừa thôi á. Đó chị các bạn ơi. Ok. Giấy của mình. Mình sẽ đây. Quay tình cảnh. Cho nó xuống đây. Đây, mình phóng to lên nha các bạn. To nhất hết cỡ luôn. Hết cỡ rồi. Kìa mẹ nó nhìn kìa. Kìa các bạn ơi, hình như bọn nó đang bàn cái kế hoạch gì kìa. Mày đặt xong rồi. Rõ ràng đây là giấy nhà mình. Đúng rồi các bạn, coi này. Đây nè. Các bạn ơi, như nè. Đây, để mình đi vào hôm nay mình nói ra nữa nè. Đó, bảo hiểm xã hội. Đó, đây. Rõ ràng đây là giấy bảo hiểm xã hội nhà mình đây nè, đúng không? Bảo hiểm xã hội. Đây, các bạn. Bảo hiểm y tế nè, vì sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên nè. Nè, đây cũng vậy nè. Đúng rồi. Có chỉ ra anh rồi ạ. Rất đúng luôn. Rất là đúng, rất là rõ ràng. Vậy mà mấy thằng kia nó ăn trộm. Đó, các bạn có thấy tốt không? Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Tạm biệt, hãy like, share và video này nhé. Xin chào các bạn.